ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa. Hơi bị ngon. Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Tôi là phép rửa cho anh em trong nước để giục lòng anh em sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Anh em hãy sám hối. Đây là con yêu dấu của ta. Ta hài lòng mọi người. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa.